Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthew. Khi ấy, Đức Giêsu đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan là em ông Giacôbê đi theo mình. Người đưa các ông đi riêng ra một chỗ, tới một ngọn núi cao, rồi người biến đổi hình dạng trước mặt các ông. Dung nhan người trói lọi như mặt trời và y phục người trở nên trắng tinh như ánh sáng. Và bỗng các ông thấy ông mô và ông Elia hiện ra đàm đạo với người. Bây giờ, ông Pha-rô thưa với Đức Giê-xu rằng, Lạy Ngài, chúng con ở đây thật là hay. Nếu Ngài muốn, con xin dựng tại đây ba cái lều. Một cho Ngài, một cho ông mô và một cho ông Elia. Ông còn đang nói, chợt có đám mây sáng ngời bao phủ các ông và có tiếng từ đám mây phán rằng, đây là con yêu dấu của ta, ta hài lòng về người, các ngươi hãy vâng nghe lời người. Nghe vậy, các môn đệ kinh hoàng ngã sấp mặt xuống đất. Bấy giờ Đức Giêsu lại gần, chạm vào các ông và bảo: Trỗi dậy đi, đừng sợ. Các ông ngước mắt lên, không thấy ai nữa, chỉ còn một mình Đức Giêsu mà thôi. Đang khi thầy trò từ trên núi xuống, Đức Giêsu -xu truyền cho các ông rằng: Đừng nói cho ai hay thị kiến ấy, cho đến khi con người từ cõi chết trỗi dậy. Kính thưa anh chị em, mừng lễ Chúa Hiển Dung hôm nay, tôi xin chia sẻ với anh chị em một vài suy niệm nhỏ xuất phát từ bài Tin Mừng chúng ta vừa nghe. Bài Tin Mừng này tường thuật cho chúng ta về một sự kiện đó là Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang thần linh của người cho các môn đệ. Với biến cố hiển dung Chúa Giêsu đã tỏ cho ông Phêrô, ông Giacôbê và ông Gioan em ông Giacôbê được thấy vinh quang thần linh của người. Hôm ấy Đức Giêsu như lời tin mừng nói đem các ông Phêrô, Giacôbê và Gioan tới một ngọn núi cao. Núi cao là biểu tượng cho nơi chỗ Thiên Chúa mặc khải. Đó là nơi chốn của sự hiện diện và sự trao ban thần linh à, theo một cách hiểu từ truyền thống xa xưa thì có lẽ ngọn núi Chúa Giêsu biến hình trên đó là núi ta nhưng mà ngày nay ấy, nhiều người cho đó là núi khác môn núi ta hay núi khác môn đối với chúng ta không quan trọng mà điều quan trọng là ở trong bản văn tin mừng tác giả Matthew không nói rõ đó là ngọn núi nào có lẽ ông chỉ chú trọng đến cái ý nghĩa biểu tượng của ngọn núi cao đó, ý nghĩa đó là đó là chỗ xảy đến cái kinh nghiệm siêu nhiên về sự tỏ mình của chính thiên chúa như vậy là nơi chỗ là một cái nơi chỗ mang tính biểu tượng rồi đức giê xu ở trên ngọn núi cao ấy biến đổi hình dạng dung nhan người trói lọi như mặt trời và y phục người mặc trở nên trắng tinh như ánh sáng dung nhan trói lọi như mặt trời là hình ảnh cổ điển ở trong kinh thánh để diễn tả một cách hữu hình vinh quang của những người công chính như Chúa Giêsu nói ở trong theo chương 13 câu 43 những người công chính trong nước của Chúa Cha sẽ sáng chói lọi như mặt trời đồng thời cái hình ảnh dung nhan chói lọi như mặt trời đấy cũng gợi đến diện mạo dạng người của ông Moses khi ông từ trên núi Sinai ở ở với thiên Chúa trên núi Sinai mà đi xuống trong sách xuất hành chương 34 câu 29 cho đến câu 35. Như vậy, dẫu sao thì cái uh, chi tiết dung nhan trói lọi như mặt trời là một cái chi tiết diễn tả uh, cái vinh quang thần linh, vinh quang của Thiên Chúa hay là được hưởng vinh quang của Thiên Chúa. Bên cạnh cái yếu tố đó là một yếu tố nữa, đó là y phục của Chúa Giêsu trở nên trắng tinh như ánh sáng theo truyền thống văn chương khải huyền trong thánh kinh thì y phục trắng tinh như ánh sáng chính là biểu hiện của vinh quang thiên giới thành dành cho những người được thiên chúa chọn cái hình ảnh này là hình ảnh cho thấy người ta được thuộc về cảnh vực thần linh rồi bỗng nhiên thêm một yếu tố nữa các môn đệ thấy ông mose và ông elia hiện ra đàm đạo với đức giê xu chúng ta chú ý sự xuất hiện của hai ông Moses và ông Elia là sự kiện xảy đến vì các môn đệ chứ không phải vì Chúa Giêsu và hai vị này là những người đã được phúc đón nhận mặc khải đặc biệt của Thiên Chúa à, ông Moses và ông Elia tượng trưng cho lề luật và cho các ngôn sứ tức là tượng trưng cho toàn thể cựu ước ông Moses và ông Elia tượng trưng cho toàn thể cựu ước ấy đàm đạo với Chúa Giêsu họ hầu chuyện với Chúa Giêsu chứ không phải là họ nói chuyện với các môn đệ và như thế có nghĩa là lề luật và các ngôn sứ toàn bộ cựu ước quy hướng về đấng messiah, quy hướng về Chu Kỳ Tổ. Và kính thưa anh chị em rõ ràng, tất cả các yếu tố mà chúng ta vừa phân tích đấy, ngọn núi này, dung nhan trói lọi như mặt trời này, y phục trắng tinh như ánh sáng này, rồi sự xuất hiện của ông Ngô Sê Ông và ông eliha chầu hầu Chúa Giêsu, tất cả những yếu tố đó đều có một mục tiêu đó là để diễn tả vinh quang thần linh của Chúa Giêsu. Chúa Giêsu tỏ lộ vinh quang thần linh đó cho các môn đệ để củng cố đức tin của các môn đệ trước khi người đi vào cuộc thương khó. Kính thưa anh chị em ngày nay cũng vậy. Chúa cũng vẫn đang dùng rất là nhiều cách thức và phương thế để bày tỏ cho tất cả chúng ta thấy vinh quang của người hầu giúp cho chúng ta vững tin ngay giữa những gian lao khốn khó của cuộc sống chúng ta. Ngay trong những ngày của đại dịch Covid-19 này kính anh chị em nếu chúng ta tình ý chúng ta sẽ vẫn thấy Chúa Giê Thiên Chúa và Chúa Giêsu vẫn đang bày tỏ vinh quang của người vinh quang và quyền năng thần linh của người ở giữa cuộc sống của chúng ta ngang qua hội thánh ngang qua những người tốt lành ngang qua những nỗ lực của cả nhân loại Thiên Chúa và Chúa Giêsu vẫn đang bày tỏ vinh quang của người là vinh quang ấy không phải là vinh quang hữu hình bề ngoài nhưng mà là vinh quang chúng ta có thể chiêm ngắm được ở nơi sự thiện ở nơi lòng tốt ở trong sự liên đới ở trong sự đồng lòng cùng với nhau và nâng đỡ nhau để chiến thắng virus chiến thắng đại dịch tất cả những nỗ lực tốt lành đó phản ánh vinh quang của thiên chúa cách riêng là ở trong hội thánh À, chúng ta vẫn được đang được chứng kiến vinh quang thần linh của, chú, của chúa ở trong cuộc sống cụ thể của chúng ta và chúng ta hãy xin chúa tiếp tục bày tỏ vinh quang và quyền năng thần linh của người để an ủi và để cứu vớt chúng ta và chúng ta cũng xin chúa cho những người là nạn nhân của đại dịch covid À, dù là những người bị nhiễm, những người có nguy cơ bị nhiễm hay là những người là tất cả chúng ta đang chịu ảnh hưởng vì cái đại dịch này ảnh hưởng về sức khỏe, ảnh hưởng về kinh tế, công an việc làm, tất cả chúng ta ở trong cái cuộc thương khó của đời mình và của thế giới. Xin cho chúng ta ở trong giữa cái bối cảnh này vẫn được chiêm ngắm vinh quang của Chúa, vẫn thấy được vinh quang của Chúa. Xin Chúa tỏ lộ vinh quang và sự tốt lành của Chúa cho chúng ta ngay trong ngày hôm nay. Xin Chúa tỏ lộ vinh quang và sự tốt lành của Chúa cho chúng ta cho đất nước chúng ta, cho dân tộc của chúng ta, cho cộng đồng của chúng ta trong những ngày dịch, đại dịch Covid này. Xin Chúa tiếp tục tỏ lộ vinh quang của người để củng cố đức tin của chúng ta. Tôi nghĩ đó là lời cầu nguyện tha thiết nhất mà chúng ta có thể dâng lên Chúa trong ngày lễ hôm nay, lễ mừng biến cố Chúa hiền dung. Xin cảm ơn anh chị em.